Chào bà nhé. Bà nghiêng nghiêng xuống nhé. Đấy, xe rất đẹp. Ô, đây cháu đang chưa phải là phải chói à? Vâng. Ô, chứ cháu làm sao mà phải chói bà? Bị động kinh nữa, chú kinh xả nó té xuống đây này. Vâng. Vâng. Cứ chói suốt cả. Nhưng mà như vậy thì không biết có ngồi xe lăn được không bà nha? Ngồi được ạ. Thì lại có cái cháu dìu ngồi chứ. Dìu chở đi cho cháu. Giờ mình đi thì thoải mái, có khổ. Xin đấy, xin cái gì á? Xin gì? Xin cái gì? Xe nha. Xe đây nhá, đây đây. Xe cho xe nhá. Đây là con của bà. Vâng. Con trai đấy. Con trai. Đây nhá, xe này, cho xe này. Vâng, thì bây giờ bà con trai bà bị sao bà? Cháu bị cảm sốt cao quá rồi biến giật não, quên như là mất trí nhớ hoàn toàn. Ăn uống không biết đĩa đai không. Không có người thì báo cáo với các bác chứ không có các bác theo dõi. Vâng. Chúng theo dõi. Nên là không hề biết qua một cái chi hết. Rồi không, chứ anh nó bị lâu chưa? Bắt đầu bị bị từ năm 2001. 2001 cháu đi bộ đội. 2002 này cháu bị anh sinh 80. Vâng, sinh năm 80, 81 ạ. Nếu chết cái sinh thì chính thức là cháu 80, nhưng mà đi bộ đội học sinh thì là 81. Vâng. Vậy là chưa có gia đình. Chưa. Chưa kịp. Chưa kịp có gia đình. Đang trong quân ngũ mà. Đang trong bộ đội. Đang trong bộ đội là đã bị rồi. Thế bây giờ thì có mình bà, gia đình bà làm sao? Ông mất từ năm 96 đây. Vậy ạ. Tức là ông mất từ năm 96 mà con thì bị năm 2001. Vâng. Con thì em mới đi bộ đội thì đến 2002 là cháu bị, thì từ đứa trở đi là tôi phải đi vào trong Đà Nẵng cho bữa hết nha. Rồi tôi đi vào trong Đà Nẵng tôi nuôi cháu. Vâng. Từ năm nữa giờ bắt đầu về cái là cũng cứ dứa phục vụ, không làm được cái chi nên ăn hết. Ý là dứa. Hai tay buộc hai bên. Vâng, phải buộc dứa ạ. Cháu thì bị động kinh nữa. Động kinh á. Vâng. Bị biến giật. Thứ ba được mấy anh? Mấy chị? Mỗi mình cháu này con trai. Hai chị con gái. Vâng. Một chị con gái thì lấy chồng tiếp ngoài Hải Phòng. Vâng. Còn một chị có thể ở dễ ở đây, dễ chăm sóc mẹ con. Vâng. Vâng. Thế nhưng mà anh này là tất tần tật, không có chủ động được cái gì hết. Không hề biết qua cái chi hết. Quay như phục vụ từ A đến Z. Chứ quay như là thể sống như cái thực vật ạ. Sống thực vật. Mà vẫn ngồi dậy được kia. Ngồi dậy thì cũng phải nâng. Rồi đến lúc mà có cái cháu về đó, rồi bà cháu rồi thì tôi dạy rồi. Cái lúc mà bị lên cơn đó thì là cũng bước hai vài bước cứ thôi. Cơm thì phải đốt. Ăn uống chả biết cái gì cả. Chỉ biết lúc mô mà đau à, le nó suốt ngày thôi, suốt tuần đó. Đau đầu. Vâng, cháu bị não, bị não đó. Bà ấy, bà thì bà gầy gò ốm yếu vậy mà con trai thì nó lại khỏe vậy, thì khi mà lên cơn hay là mỗi khi mà bà vệ sinh hay là mỗi khi tắm rửa cho cháu thì làm sao? Lại phải có người dìu, dìu ra, bắt đầu là cho cháu ngồi này, cái xe la này, xe cái ni này. Vâng. Là tắm cho cháu. Vâng. Đấy. Không vất vả nha. Bà thấy làm sao, có vất vả không? Ô trời, đúng là quá vất vả. Không ai vất vả bằng. Cho nên là các ông các bà xuống đi, người ta bảo là khổ nhất là con mẹ tiện. Người ta kêu là con mẹ tiện. Tức là bà tiện đó. Vâng, khổ nhất là bà tiện. Vâng. Hà tiện là Hà tiện. Nhưng mà bà có cảm thấy là bà khổ nhất ở trong cái xóm này không? Ô trời, khổ nhất cả xã, cả làng. Và cả cái xã, cái làng, cái xóm này đó. Chứ không phải là khổ vừa mà. Vâng. Quân người ta bị, nhưng mà quân biết nuôi ôi a được, hay là để đi vệ sinh thì đi được. Nhưng mà thằng thì không hề, hôm nào mà chơi quên đi đó các bác, các chú.
là anh luôn đá luôn ta giường, một vâng. Chỗ vất vả vâng. Cực kỳ luôn đó. Chưa. Đây bà ơi. Dạ. Là cũng có nói bà thế này này. Hôm nay là có phái đoàn của Caritas Thanh Hóa, ở nhà thờ Thanh Hóa đấy, là có cha thượng là giám đốc và Caritas. Đây là cha Mạnh là ở Minh Tâm, phụ trách ở cái địa bàn này đấy. Thì với lại đây là anh Nam là chủ tịch hội bảo trợ của huyện và các sư ở dưới nhà thờ. Hôm nay về với chủ chính thì cũng với cái tinh thần đấy thì nghe cái thông tin này gia đình nhà ta có cái đối tượng nhà cháu đây nó cũng bị nó không ấy được. Thì hôm nay thông qua cái chỗ địa phương đó thì hôm nay ta đưa mời cha hai cha các sư để anh em đây vào đây thăm gia đình thì cũng giới thiệu cho bạn thì tôi đó không? Bạn nắm được luôn là đây là bên đạo Thiên Chúa giáo thì bên giáo thì không phân biệt là lương giáo gì đâu, cứ ở đâu có người cần giúp đỡ là các cha đến thôi. Thì hôm nay đối với tinh thần đấy thì hôm nay cha có mặt ở tại gia đình nhà mình, trước hết là thấy được cái hoàn cảnh của gia đình rất là khó khăn, đặc biệt khó khăn. Mà anh này cũng là mình là đi bộ đội về đúng không? Dạ. Giờ lại mới bị chứ không phải là vì là mình từ nhỏ. Vâng. Đấy cũng là một cái tai nạn rủi ro như thế. Rồi do là bị bệnh mà không được phát hiện sớm. Cho nên là cuối cùng bị bệnh. Nên là hồi hôm nay thì có cha như vậy thì cho nên đấy cũng giới thiệu để bác nắm được. Dạ. Và bác chúng tôi nữa. Bà ơi, như anh Quế đó là bên hội bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi của huyện Thiệu Hóa vừa giới thiệu đó nhá. Thì đây là trong đoàn đây là có hai linh mục. Thì tôi với lại cha Mạnh đó, cha Mạnh thì phụ trách ở địa bàn địa phương ở đây, còn tôi là dưới tòa giám mục Thanh Hóa, các sơ đây cũng là ở dưới tòa giám mục Thanh Hóa nhá. Thì nghe nói gia đình của bà đúng là bà Tiện đấy nhờ, bà Tiện mà hàng xóm bảo là con mẹ Tiện đấy, nhưng mà đó là người ta gọi với một cái từ rất là thân thương, rồi nhưng mà đúng là bà Tiện đó, về đây thì cũng thấy là bà rất là vất vả khi mà phải chăm sóc một người con chẳng may lại bị ốm đau bệnh tật như vậy thì cũng thấy rất là thương, cho nên là cũng có một cái món quà của các ân nhân của Caritas Thanh Hóa, đó là cái xe lăn nhá. Cái xe lăn đến đây đem đến đây để rồi thi thoảng á bà cho cháu nó ngồi dậy, nó ngồi lên xe lăn rồi cho người nhà đó đưa cháu ra bên ngoài, đi ra ngoài đường ngoài đấy cho nó thoáng một tí nhá, không có nằm mà suốt ngày đây này, lúc nào cũng cứ bị cột cái tay đây như vậy là nó cũng tù túng lắm, cho nên là thi thoảng đi ra ngoài tí, ngồi trên xe lăn đây cho đấy nhá. Vâng, với lại cũng có một chưa và chưa hết thì đây cũng là con một ít tiền giúp cho bà nhá. Đấy. Tiền ở trong đấy, cái món quà hôm nay đó là tiền này cũng như là xe lăn đó là món quà của cô Annie Đỗ nhá. Cô Annie Đỗ thì cô ở bên California đó, thì cô là người thân của cha Thường nhá. Rồi cho nên cô gửi xe lăn này, gửi tiền về để giúp đỡ cho bà. Tiền trong phong bì đó là 1 triệu đồng cho bà nhá. Rồi với xe lăn nữa thì đấy là món quà của cô Annie Đỗ. Thì cảm ơn cô Annie rất là nhiều, đã luôn đồng hành cùng với Caritas Thanh Hóa để rồi cô gửi quà về để giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong trường hợp của bà Tiện ở đây, như bà nói đó là bà Tiện đó là bà khổ nhất cả cái làng cái xã này đó, khi mà phải chăm sóc người con bệnh tật của mình đấy. Thì cảm ơn cô em thì rất là nhiều. Rồi bây giờ thì xin mời bà có đôi lời. Gia đình thì cũng xin cảm ơn cha và các các chú các bác các cô. Vâng. Xin chân thành cảm ơn. Vâng. Đấy hôm nay là có cả cha Mạnh đây đi này. Và cảm ơn cô đi Mỹ đấy. Cô Annie. Cô Annie Đỗ nhé. Vâng. Thì cảm ơn các bác, các anh, các chị nhé. Vâng. Anh trưởng thôn anh có đôi lời không nhỉ? Ôi, vâng. Tôi thì xin thay mặt địa phương thôn này xin chân thành cảm ơn linh mục và phía lãnh đạo của tỉnh rồi là khu bên Mỹ đã tài trợ các trường hợp đặc biệt ở địa phương. Vâng. Chân thành cảm ơn. Vâng, cảm ơn anh nhé.
Có khi nào nó lên đứng lên được không ạ? Cũng thời gian này trước là thì cũng đứng được một tí. Đây cha mày ở đây thì thường xuyên lui tới đây thăm bà, thăm đến nói chuyện với anh cho vui nhá, ở động viên tinh thần. Cũng những là nhiều một trường hợp này, quanh đây còn một số trường hợp mà giáo dân ở đây cũng rất là khó khăn. Ở đây có một số giáo dân đang ở thuộc về địa bàn của con Quay Sóc quanh đây, và mấy bác ở đây thì cũng rất là khó khăn, đang là sống 90 mấy tuổi rồi nhưng mà chỉ có hai ông bà nương tựa nhau. Vâng, các chị Hồng, các chị ở đây á, nếu có nhu cầu cái gì thì bác ái từ thiện cần giúp đỡ thì có cha Mạnh ở đó nhá, cứ qua cha Mạnh rồi là báo cha Thường một cái là Caritas Thanh Hóa sẵn sàng về để rồi giúp đỡ nhá. Vâng, đấy. Vâng, nên thì chúng ta phải khóa cái này lại nhá. Vâng, đấy, bây giờ là xe nó chạy nhá. Rồi kéo lên, kéo lên, kéo lại thì nó mới nhả phanh ra. Khi nào xong cái thì mình đẩy đi nhá. Khi dừng là phải khóa lại, không có là xe nó được trôi. Rồi đấy, nhưng mà nó máy quá thì có phanh này. Đấy, phanh tay đây nhá. Xe này là cái xe hiện đại lắm, nó cần nó có cả cái thân đường này, thân khỏi ra an toàn, dây an toàn thế này nhá. Vâng. Xe này là dây xe này phải cho chọn cái loại xe nhất tốt nhất để mua cho bà, cho con của bà nhá. Rồi đây, cảm ơn. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!